Hai chị hút gì hai chưa tới? Nghe nó hút trường học với bạn nó hút rồi. Tạo kiếm vô trước là nó trước rồi. Ông bảo bảo không ở đây mà. Không ở đây á. Không ở đây á. Rồi giúp. Hello anh Ruột. Rồi anh em thích đâu thì chơi đó nha. Ai thích đâu chơi đó nha. Ai đầu hồ vậy tôi cứu hộ cho. Có người rồi. Rồi ai thích đâu chơi đó. Xuống dưới luôn đi. Chưa cuối em ơi, leo lên đi. Đúng rồi, chạy xuống dưới đi. Leo lên đi. Em đã bỏ. Cá gì anh? Đủ lên cá ha. Dạ. Dạ, hồi nó vô sao á. Tụi xuống góc kìa. Ép góc. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Nay trở lại nông trường sông Hậu, rủ anh em lên đây câu cá tiếp bằng đây. Hổm làm im quá, nay chiến tiếp. Nay có anh Nam và hai. Nói chung hồ này thì câu cá rồi, cá thịt nhưng mà cũng như đánh giải vậy đó. Đợi tới giờ mới xuống cần. Cần chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Đó. Thì cái mấy cái hồ này là cũng như người ta nuôi cá bạn. Rồi giờ ta nghỉ nuôi, người ta cho vô câu. Chứ không phải là hồ dịch vụ hay là giải trí gì. Nên gom quân đủ trên 10 cần mới được vô câu, quen chủ hồ mới vô câu được. Chứ là lạ vô đâu được, ta đâu để bản hồ câu hồ kiết gì đâu. À, bữa này chiến hồ mới, cái hồ mà bữa hổm mà chiến sau hoài quánh đó. Hồ cũ bên kia sau lưng, hồ bên đó có cá hô đó. Còn hồ bên đây thì không có hô mà có trôi. Trôi chấm cỏ cái cha đủ kiểu. Bữa nay là như khui hồ mới luôn, bữa hổm đi làm thử thôi. Đây, có mấy anh em đó nữa kìa. Anh em thắng sắc Shimano rồi đó. Rồi xuống cần. Máy em. xuống cần bạn ơi. Xuống cần lía lịa luôn. Xuống cần anh em ơi. Cá lên la nghe. Quá rồi ông Nam ơi. Ủa phải ông Nam. Nãy sao nắng cục bộ đây tao thảy cho. Trời, bà xui lắm mà đừng đụng vô hai ơi. Trời bậy vậy đó mày. Cá bà cháy nhiều ơi. Để xuống cần các bạn ơi. Nay mình chơi hai cần. Có dạo mà. Nay chơi cần siêu dẻo nè. Cây này bỏ tủ lâu lắm rồi chưa xài. Đó, nhỏ quăng cũng ghê lắm phải chơi đâu. Cái dạy dành nghe của hổng muốn quýnh lộn á. Hổng cá lên hai chồng cũng quýnh lộn luôn á. Nói chưa quá vậy lộn. À. Rồi cá lên rồi kìa. Các bạn thấy không, đánh câu cá thịt mà như đánh giải vậy, đã lắm. Vô hồ này là bao cảm giác luôn. Đây anh em à. Ồ, có lý không Cường? Bự quá vậy? Bự quá bự rồi. Nửa ký. Ủa lộn 50 ký.
nay chiến cây xanh huyền thoại với lại cây cần siêu dẻo nữa bạn. Cây này thì đó giờ mình lúc mình đi đánh nên lúc mới ra mình chiến thời gian là đánh bè, rồi sau này mình bỏ tủ cất, bữa nay lấy ra xài thử cái cảm giác chơi. Cây này giờ nó cũng thuộc dạng là huyền thoại. Hồi cá nhảy kìa, cá nổ, cá lên nặng nữa. Em can cây cần siêu dẻo chưa để cho lúc đọt ha. Góc dưới lên cá này kìa, làm sơm quá. Chú con cái, chú cho con cái. U ơi có gì từ từ nói nha, chú người ta còn xài á. Cá góc dưới lên dữ bạn ơi. Đặt rồi mình vô mình ngồi đầu ngay cái đầu dưới đó đó. Cá lên. À, Nam cá lên Nam ơi. Ô. Ô. Chiếc nguyên lại. Ngay chỗ nãy nhà lăn nữa đó. Cá lên rồi đóng hụt. Quăng ngang. Chiến rồi mình xuống đầu dưới. Bảo cá quá trời, bữa nay anh em gom xuống dưới ngồi trước chân rồi. Ở dưới cả chục cây rồi. Đúng rồi, bữa nay mình cố tình ngồi giữa mà. Rồi giờ chờ đợi cá bên cần các bạn ơi. Cái cần này xanh dựng đứng nơi giờ nó nhịp nhịp dây hoài. Lấy cái cọ treo vô cái cần xanh em cho nó xôm tủ em. Có cái chê nữa nè. Ở đằng con sắp 2 cây à. 6 cây chứ cái anh thấy. Phải không? Ừ. Với cường đúng không anh? Ừ, 6 cây cường với hồi trong đất nhà ổng đó. Là 7 cây hả? 1 2 3 4 5. Lên năm 5 6 7 8 cây lên ơi lên ơi. Đóng đi, còn. Xe vô đóng. Đóng đi. Trời đóng. Ơi. Lâm. Cá lên. Ừ. Đồng đội lên cá. Bự. Cá hợp lệ đàng hoàng à, dính đuôi à. Ký mấy rồi? Cái gọng ở trong vỏ rồi hai. Ô, cá đồng hồ lên luôn. Làm xôm tụ quá. Quá đằng nó lên nữa rồi. Lên đó. Con nó bự à. Đâu anh? Đó. Đâu anh? Trong cái vỏ xanh á. Đu. Ô. Được á, con nó trọng. Vô rồi. Mồi cắm thúi của anh Nam vô rồi. Cắm lụm nữa. Thúi mà còn thêm lụm nữa. Đó là thúi mà cắm lụm nữa nha. Thúi mà lụm nữa mới ghê. Còn nếu mà thúi được đâu. Bự con nó cũng ký mấy 2 ký. Ngon lành, đồng đội có cá. Đâu vô số 10 số 1 cho tới siêu chín. Còn số mấy nữa, còn số 10 mấy. Đông đi. Đóng vậy trời. Đóng đi. Lo cho đóng cho. Dở rồi không đóng rồi vuông nữa đó. Đóng đi. Làm gì mà liên tục luôn vậy? Đúng rồi đó. Xuống biết luôn. Hồi nãy em thấy không đóng cái sao dở lên vuông không? Dính luôn hay vậy? Gì vậy? Cá đang ngủ luôn má ơi. Trời ơi là trời. Ông Nam. Cầm máy quay luôn. Lại đi chứ. Cá ăn nằm dưới ngủ luôn à. Tới số rồi. Ngủ
gãy gai luôn mà chắc gai hết luôn đi. Để đem về nó cũng chết nè. Tới xuống nè thiệt chứ. Thấy mồi kéo lên dính luôn. Hợp lệ luôn. Quýnh miệng đàng hoàng. Bó tay thiệt chứ. Đây. Đầu dưới dính cá luôn cả. Cá đầu dưới người ta dính là im ghe, đầu trên dính la nhôi hết trơn. Cho nó gọi chị kiểu gì kỳ vậy ta. Mới ăn mới nuốt mới nhậm vô giật luôn. Đúng lúc. Cho nó sáng đừng gới gới bà hai xui gần chết. Ủa mặt anh có gới em không? Anh có xui không? Anh tào lao anh chọi cục xôi vô mặt anh à. Sáng giờ kiếm chuyện từ sáng. Lên lên vậy lên. Ê ê ê ê ê ê ê ê. Giang đây cần xong luôn. Không nhờ cái má rớt cần thiệt rồi. Bao sướng luôn. Chỉ cảm giác mà. Chứ. Hồi nãy không có cái má cần rớt luôn, cái má cần nó xỉu luôn á. Dưới giờ nữa kìa. Đó đây nè. Có cái trái gì không anh ơi? Vào cảm giác luôn. Ừ chứ. Ê bự. Ê bự bự à. Ông Cường ơi, bắt cá bự bự rồi đừng bắt mấy con nửa ký không nha. Má luôn á. Ơi con này bự không? Ừ, trời bự cho má luôn. Má luôn kìa. Chắc bà hai ơi. Bự hơn mấy cá nãy giờ. Có nước cá rồi. Ủa, là quánh cảm giác mà. Vậy đã nói rồi. Cá nhỏ mấy chú lo đi. Mấy chú cá nhỏ đi. 2 ký mấy 3 ký luôn. Oh yeah. Ồ dính 2 lữ luôn. Nhỏ mới tóm hôm luôn. Cá ăn 1 dịch chứ. Nuốt lữ luôn rồi. Cá bạn bự quá. Bắt cá bự bự vậy nè bạn ơi. Con này khoảng 3 kg á. Ừ, nặng lắm. Vậy cua chập má nữa không? Cần nhỏ nó kéo vào sướng. Giật. Đi trời tính cứ không có cái máy. Ông Nam đó kìa kìa cá lên kìa dòm đó giật cần bay véo. Quá đã, ngon lành. Trời vô gọng luôn rồi. Quá sướng quá sướng. Giục con má đi anh ơi, để em làm. Cá không dịch lộn. Con này là bằng 2 con Nam nè, hơn luôn nữa. Trời trời trời, cấn. Giật cái cần trước. Nằm nó cá lên cái lên cho giật bay cần. Dễ gì rất được con. Ở trong ngay chỗ một cái vậy trời. Đặng giúp cá bự giúp cá. Má ơi cái. Cái gì vậy? Cái cỏ. Lá sâu rồi. Nghe nhỏ mình một mình ngủ rồi hôm á. Trời ơi. Chắp cỏ. Hàng diện nhẹ nhẹ cái. Quý bắt làm gì chưa không em cỏ bạn nửa ký á thả luôn đi
mà cả ký ra nó bắt này xương không à. Lúc đó nhớ câu xong con ký về kho rồi thơm luôn. Không thấy vậy chứ muối xả cũng ngon lắm. Nhớ tao mày, nhớ mặt tao nha, đừng lại nữa nha, bự bự ăn nha. Nhớ mặt tao á, kêu mấy cái cha ra nha. Ngu đi mày. Trời ơi, dối nào. Chạy xiết. Giật lên đi, chưa bỏ xuống. Chấm chỏ. Ủa đây sao thấy nó giật ta? Trời, ngồi đây không thấy giật. Thấy luôn hả? Thấy giật, thấy giật cái bao mà thấy nó giật nhẹ hiệu quá nên tao muốn kêu nó đó. Cái chàng đó mà cầu bự quá. Ừ, cá nó đẹp quá. Thấy nó giật nhẹ hiệu rồi nên nó không kêu đó. Rồi, vô mé luôn. Xem mé luôn rồi. Giờ đó bắt cắm cỏ. Ê, nhờ tôi lại ngồi mới dính được hai con đó nha. Vừa mới lại bên trái. Ê, ê. Ừ, cá ăn nó ngủ nữa ông nội ơi. Mồi ông Nam ngon quá. Mồi này có thuốc ngủ qua ăn phê nằm dưới luôn à. Trong cỏ là gì? Ừ, dính kỳ luôn. Tới số luôn à. Trong cỏ. Cá mẹ, mẹ. Mẹ lụm đi. Mẹ về cao chả. Cao chả bà hai ơi, mẹ chả cá mẹ ngon lắm. Cá mà dính cái đó là cũng như mà cái người nước ngoài mà nó móc cá vô nó câu vậy. Còn nó cũng nửa ký á. Ờ ốm, lụm luôn. Con nó về cao chả là được nổ hú qua đó. Ờ đã, con đó đúng rồi, con đó đổi con cá chấm cỏ nãy đó. Ê, ai bỏ vô phần vỏ rồi. Nãy mình dính cá chấm cỏ mình thả, giờ mình xốc lại con cá mè mình bắt. Mè về cao chả ngon. Ăn đi chang chả cá mè luôn. Nó chút cái đầu vô rồi gấp trên kỳ lưng á. Ừ. Vô. Tính đâu ăn ngủ nữa chứ. Tao kéo lên gì đâu cái thực. Tới số rồi. Nãy giờ mình hai cây rồi mới có con à, mà bự. Bao sướng luôn, dính gần nhỏ. Cần xanh bữa nay chưa có hiện tượng. Ủa cần xanh có gọi chứ. Được con chấm cỏ. Chưa biết mới vô mà. Đây chiều còn dài. Cá ơi, cứ sóc lưng đại đi cá ơi. Không, mấy cá trà chừng 2 kg sóc đuôi kéo sướng sướng luôn. Kéo vô đóng rồi, kéo vô đóng rồi. Đóng liếc. Chơi lầy quá anh ơi. Nãy dính chùm nhỏ. Ừ. Đúng rồi, dính lưỡng nhỏ mà. Lưỡng nhỏ mà. Ê. Không có quay, không có quay khúc đó. Trời ơi, tức quá hả? Không có dính được cái máy. Ừ. Nó hút cái máy à, nó che phất cây đu đủ. Lấy dao chặt bỏ cái đu đủ. Có khi nào quăng ra rồi. Chặt đầu luôn. Nó cứ gần nó đi vô bỏ, còn cái máy nằm ở đây nó trời. Thôi hơi dạ con đâu lấy cái này hả? Dạ con đâu lấy cái này. Nó rượu vô nó này nó kia. Cá mới cầm ly rượu nó này nó kia. Sướng muốn chết, ngồi cái dựa quẩy đùi không mà không sướng như người ta. Ê 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
cãi nhiều á. Gì má? Đâu phải nhiều anh ơi. Đâu phải nhiều nha. Ủa lắm bự. Cái gì vậy? Ủa con này là đâu có tha được, chụp luôn. Nó nói rồi, nó kéo vô nó sẽ đóng 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 đóng. Chạy ghê chạy. Đó. Cái mẹ trời má luôn á. Hồi nãy em nhắc chả tự nhiên có chả luôn rồi. Chiều nay về mua. Cá. Cá bụng rồi bạn. Lại cá bụng, cá bụng anh ơi. Cá bụng sợ mà. Sợ suối mấy anh ô, kéo cần câu lên nhớ đóng nghe. Ồ, trời bá luôn. Cái này về cạo chả là ngon lành rồi. Đúng rồi. Đúng luôn, cầm cái kỳ á. Đó, vô. Mồi cá chín bụng không? Mồi mồi, mồi cá bằng bụng luôn rồi. Cá lên, cá lên. Cá ở góc vậy ông nội. À, ui, chanh tô luôn. Cá ở góc. Cái quần của nàng tiên cá. Vô rồi, vô rồi. Không, nãy giờ cái đó nằm dưới em xì bùa đó. Mẹ anh lại coi cá này nha. Kéo ngoài đuối. Ồ nãy giờ cái nằm gió ém chị bùa dưới bị cá nó không ăn hết trơn. Ê Vĩnh à, con ốc. Cá quá bự luôn. Đi lượm ốc chi không, lên cái bao mà dính con ốc luôn. Cá đuối, cá đuối. Vô. Lên hàng, lên hàng. Lâu vô giấu luôn. Cá lên dạng ơi, lía lìa liền. Trốn luôn, trốn góc chuối luôn à. Sao mồi? Em bị mắc cầu xuống. Xích cái cùi luôn. Này cái góc nữa không lấy cái góc này không phải cái góc kia vẫn cần những hộp. Góc này nó không tốt nó hơi lỏng. Cái màu đó mà. Ra cây. Anh đi mắc tàu chuối á nên anh bị gót mỏ á. Khoai hồ mệt ăn quá anh ơi, cái miệng anh lớn quá rồi. Cá về hồ mấy anh ơi. Ui. Lên đẹp luôn á, cá nãy quận đó. Lên giật giật cái tâm bắt cá đó mà. Lưỡi bự quá. Xém chút cần nhỏ lập công nữa rồi. Ngồi gần sáng giờ. Làm lại, làm lại. Móc mấy lưỡi nhỏ nhỏ em, lưỡi bự quá, nó không ăn dính. Ôi lên đẹp ghê, giật 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 đóng còn dướng dướng mà đóng tiêu. Uổng thiệt chứ. Sáng vô làm liên tục bằng chắc này bắt đầu nín nè, chưa chưa nắng cái nín nè. Im nè, nãy giờ chưa ai la chứ. Chắc này bắt đầu tới giờ cơm nên cá nó im. Ngủ chưa? Ngủ chưa hả? Không giống hồi 2 giờ ngủ chắc sáng không. Đó, chắc này ăn cơm nè. Đi câu chứ thấy vậy chứ cây nhà lá vườn chứ cũng đầy đủ chân á. 247 nè, nước suối nè, bánh mì nè.
xài kìa, phích đó, phích xanh, phích vàng, phích đỏ kìa, đủ thứ cho nó. Trên bàn có cà phê nè, phơi sữa nè, bánh mì ngọt nè, cơm mà hai làm lẹ trời. Mới khu hộp cơm mà vợ em ăn chưa được gốc rồi mà hai làm nốt rồi. Tháng lượt mà. Ghê thiệt chứ. Nãy anh kia nó đi gì nè, đi chị nè. Dữ quá quá trời đồ ăn à. Ngon lành. Giờ chờ đợi buổi chiều rồi. Bên vài cái đóng kéo sướng sướng rồi. Cái này là đâu phải mua đâu, nè ông chú Hồ. Chú Hồ tặng ly cà phê sữa. Dạ lần nào vô cũng được tới ly cà phê sữa. Ly cà phê sữa, ly cà phê sữa, ly cà phê đen luôn. Ừ. Im, tiếp tục chờ đợi. Sáng giờ thành quả cũng được ba cá cha, hai cá mè, với con cá trôi. Hai cá mè là nó thế cá trôi đó đó. Cha bự à, cha bự mình câu dính, con nó có 3 kg, có tép nữa kìa. Mè cũng ngon ha, hai cá mè nó về là hầm được ngon hú hoài. Hai cá mè về cạo nửa ký chả phải gu. Quá êm. Tiếp tục chờ đợi buổi chiều thôi. Anh em đầu dưới thì bữa nay nãy giờ nói chung là ai có cá vậy á. Sáng mấy hồ này đã lắm, sáng vô nổ hơi một giờ là nín. Nam giờ chơi 2 trứng nha. 2 trứng mà quăng không biết còn mấy trứng á. Ừ, giữa mương ha. Ngon lành. Tiếp tục chờ đợi thôi. Một hai ba đi, ba lợi cho cá lên lại đi. Ê, đó đó đó. Cá lên men ơi. Trời ơi trời, nó lầy kìa má ơi, nó ngồi luôn kìa. Trời sáng giờ. Trời ơi. Cá nữa cái luôn. Cá bự lắm à, trẻ có cá thì ơi. Phê luôn kìa, phê luôn rồi kìa. Thôi. Này mà dính cần kia. Vào sướng luôn. Rồi thì chết. Lên trái không Nam? Không ok, không bỏ lỗ mình ké qua dính á. Dậy đi con. Bự quá, chín luôn á. Cá trái nhiều anh ơi. Chán thiệt chứ. Ngồi gần sáng giờ lên trả, lên trả. Ký mấy á, hơn ký á. Anh ăn lấy cái kem nữa anh. Đó, chiều chiều bắt luôn. Đây. Mày cá. Gần đía lịa luôn
nhóm nhóm cực bên đó mà lên cực bên này. Cực đó nó ủi nãy giờ luôn á. Mình cá lên cá nha bạn, sáng giờ cực nhỏ này hai con rồi. Nhỏ làm có lý quá. Cái gì cũng hơn ký á. Cá này vậy cu với dài thòn nè. Im chưa? Rồi để ra đây xuống cục bầu cho bạn ơi. Là mấy mày, nó đập đầu giờ. Xuống cục bầu tranh thủ tranh thủ. Hay nhóm 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 chạy. Cực nhỏ. Chơi gác bè rồi gác phía dưới cái máy bị ghê á. Quá êm quá êm. Có cắt là nhai mai đuôi. Anh ơi nó rửa cái mình kìa anh nào. Thứ cần nhỏ kéo cá sướng được bạn thầy. Bạn thấy chơi gác cần bèn mà gác phía dưới cái máy không cái ghê nè. Nó gác trên này đâu có được, gác dưới luôn à. Cũng bèn bình thường thẳng cây mới chơi đâu. Sướng sướng sướng. Đang gịnh con cá anh cần xanh á, nãy giờ nó ủi hoài à. Cái cần này bèn luôn. Làm hại sướng chết. Sướng không Nam ơi. Cà khỉ ông Nam lía lịa cho ông tức lên quăng màu dính cá đồ. Quá êm quá êm. Sao mồi lý lịa chứ này. Nhão quá nhão. Nhão gì mới im á chứ. Nhão nhão cá dễ ăn. Rồi hết giờ bạn ơi. Lùi binh. Anh em cũng rút hết rồi. Mình cũng mới soạn xong. Thành quả đây. Nói chung thì cũng êm ổn. Anh em mình ai cũng có cá, mình nhờ mình hai cần. Hai cần mình bắt bốn con, anh Nam một cần bắt được ba con. Bốn con mình thả cái chấm cỏ, còn hai cái mè với lại hai cái tra. Hai cái tra mình bự, hai cái tra ông Nam nhỏ. Mà hai anh em mua vỏ mà gì xui quá. Số số luôn. Ghê chưa? Cá mình, cá mình gấp 3 lần cá kia lần. Quá đã. Bữa nay. Ờ đúng rồi, bắt đi. Bắt bạn hết nha. Ngon lành cành chanh. Nay quánh cái cần nhỏ bạn, cần siêu dẻo đó bắt được hai con sướng. Con này nè, như hai này nè, đúng rồi hai này nè, hai con xanh nè. Hai con của ông Nam nè. Cá mè thì người con mình bự ông nhỏ, nhưng mình chấm cỏ nữa. Này cũng hai. Này cũng cả chục ký á, chục ký cá khỏe. Rồi giờ chia cửa về. Mấy con anh? Đu, gì lũ 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 bốn con im quá rồi. Rồi, gì à? Dạ, được con bự. Cá đó ngon, cá đó có 3 ký. Em câu cá bự gì không á anh? Có bắt lộn vỏ không anh? Vỏ này vỏ của nó hả? Ừ, phải rồi. Vỏ của nó mà sao bắt cá bự? Ờ, bậy rồi. Bắt cá mẹ và bà Nam cao trả đây ủa bạn. Hả? Dễ gì cỡ nào không gắn cổ dễ bỏ được. Bắt cá bự đi Nam. Trời ơi, em muốn bắt cá bự đi. Nó nói cho bắt hết luôn đi ông nội ơi. Con chà bá kè, bắt con chà bá vô trả năng đi. Không kệ nó bắt chứ ngán chết rồi. Ờ bắt con bự đi. Đù. Bà hai là nói chung là bả là đi câu là không có lỗ. Ai tiền cần tiền mồi thì bả về bả bán là bả làm nốt. Bán rồi đâu chia. Ê bậy à, bả không bán được tiền thảo nghe. Đừng có gì qua có chung một tốt nè. Rồi. Xong phim lui binh. Ông thả con trước đây tôi coi thử coi sao. Trời thả hết luôn á. Xíu không có. Đây nè có cái bao kìa, thả đại vô đây đi. Đâu mà hai. Trời ơi đúng rồi bà hai mua cái bao đó xui phải rồi. Đây đi câu cá cha mua cái bao cá thác lắc cồm. Thôi 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 mơ mốt mua cái bao cá cha nha. Coi nhớ coi lại nghe. Cá này cá gì á đâu phải cá thác lắc cồm. Cá lóc. Trời ơi, cái bao con cá lóc ông nội ơi. Này gì lóc chứ. Đúng luôn. Ngày về luôn bỏ
lắm em. Ôi, trồng vô cái bao này luôn cho nó dậy. Về luôn à. Thôi, tao mua bao cá cha, tao mua bao cá lóc. Vậy lóc cũng chết. Rồi, về, luôn bình bạn ơi.